Hello, xin chào mọi người đang cùng quay trở lại với Nhà Ép. Ngày hôm nay chắc hẳn là mọi người sẽ thấy Khánh Linh và anh Tiến Duy xuất hiện với một cái diện mạo hơi bị đặc biệt một chút đúng không? Và đặc biệt là mình, bởi vì ngày hôm nay mình đang phải hóa thân vào một cái diện mạo cho nó phù hợp với cả một chương trình rất đặc biệt mà ngay sau đây Nhà Ép sẽ giới thiệu đến mọi người. Đó chính là triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022. Đây sẽ là một triển lãm để vinh danh những công trình và những thiết kế nổi bật trong giới kiến trúc và thiết kế của Việt Nam chúng ta. Và triển lãm năm nay thì có chủ đề kiến trúc lấy con người làm trung tâm. Và như mọi người thấy thì triển lãm được tổ chức ở tại khu vực Vườn Hoa Diên Hồng, nằm ở ngay sát bên Hồ Gươm đúng không ạ? Được. Hay là mọi người còn gọi là Vườn Hoa Con Cóc đấy. Rồi. Thì ở bên ngoài sẽ là một nhà kính rất đặc biệt, nhà gương đi. Và ở bên trong nhá, cũng ẩn chứa rất nhiều điều đặc biệt không kém. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng anh em tôi tìm hiểu nhá. Xin mời. Let's go. Những ngày vừa qua, nếu như mà mọi người có việc đi ngang qua khu vực Vườn Hoa Diên Hồng hay là Vườn Hoa Con Cóc ở ngay kế bên Hồ Gươm ấy, thì chắc chắn là mọi người đều sẽ bị thu hút bởi cái vẻ bên ngoài rất đặc biệt của ngôi nhà gương này đúng không ạ? Và ở trên này nhá, có một chi tiết rất đặc biệt đây cho mọi người thấy. Nhà Ép rất hân hạnh khi được làm đối tác truyền thông của triển lãm Top 10 Awards Pavilion 2022 lần này. Như mọi người thấy thì đây là một nhà gương rất đặc biệt, nó phản chiếu lại tất cả những gì xung quanh của nó. Và tại sao người ta lại có ý tưởng để dựng lên một chiếc nhà gương như thế này? Thì nếu như mọi người còn nhớ thì trước đây ở ngay chính giữa khu vực này sẽ có một vòi phun ở tại Vườn Hoa Con Cóc. Và tại sao họ lại làm biến mất vòi phun đấy? Thì đấy cũng là ngụ ý của chương trình khi mà đặt ra câu hỏi là nếu như một ngày mà các di sản văn hóa vật thể hoặc văn hóa phi vật thể ở Hà Nội biến mất thì sao? Nếu như mà Hà Nội không còn Hồ Gươm thì sao? Và nếu như Hồ Gươm không còn Tháp Rùa thì sao? Đó là những cái câu hỏi mà ban tổ chức muốn đặt ra để giúp cho mọi người thấy được tầm quan trọng về những cái giá trị của những di sản như thế này. Nhìn ở bên ngoài cũng đã rất là đặc biệt, cũng đã có rất nhiều câu chuyện rồi đúng không? Nhưng mình tin chắc rằng ở bên trong vẫn còn rất rất nhiều điều để mọi người cùng khám phá với Nhà Ép. Đi nào! Và triển lãm của chúng ta thì sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 cho đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2023. Và triển lãm sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Nên là những ai mà yêu thích về lĩnh vực kiến trúc thì có thể đến đây để tham quan nha. Và khác với vẻ bên ngoài rất là hào nhoáng của khu nhà gương này thì ở bên trong chúng ta sẽ có một không gian rất thú vị. Mọi người vào đây, khi vào trong này thì mọi người sẽ thấy được toàn bộ kết cấu của khu nhà gương này. Đây là giàn giáo thế hệ mới nhất có tên là Ring Lock. Ban tổ chức đã phải mất khoảng gần một tuần thì mới dựng xong cái khu nhà gương này. Một tuần lao động miệt mài vất vả dưới cái nắng của Hà Nội để tạo ra một cái không gian triển lãm rất là nghệ thuật như các bạn đang thấy ở đây. Ở trên những giàn giáo này người ta có trưng bày những công trình dự thi hay là những mô hình rất là đẹp đúng không ạ? Và trong thời gian sắp tới thì Nhà Ép sẽ cố gắng đi đến hết những công trình này để review cho mọi người xem. Đây toàn bộ là những công trình phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ ý nghĩa. Mọi người có nhìn thấy gì đây không? Úp. Nhà Ép. Nhà Ép rất hân hạnh là đơn vị bảo trợ và đối tác truyền thông cùng chương trình Top 10 Awards năm nay. Và như mọi người thấy ở đây, trên những tấm bảng này là những công trình được giải và các kiến trúc sư đoạt giải đúng không ạ? Và chương trình Top 10 Awards thì đã
được thành lập từ cách đây 5 năm rồi, từ năm 2018 cũng là năm mà nhà F được thành lập, và tính từ lúc thành lập ấy thì đã có gần 700 công trình tham dự, cùng với đó là khoảng 457 đơn vị tham gia, và đã có 71 đơn vị đoạt giải cũng như là 49 nhà tài trợ và đồng hành. Thì nhà F rất vinh hạnh khi được là một trong 49 nhà tài trợ và đơn vị đồng hành với chương trình này. Đó, mọi người có thể thấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 2 của buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Và trong phần 2 được tổ chức ở tại khách sạn Metropole, chúng ta sẽ đến với cả lễ trao giải Top 10 Award năm 2022. Đi thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tới lễ trao giải Top 10 Award 2022 trước, và sau đó thì sẽ là có một dinner party lúc 19:45 sau đó. Đầu tiên thì cứ ngó qua lễ trao giải trước đi. Nếu như mà mọi người vẫn chưa hình dung ra được lễ trao giải này nó như thế nào, thì đây nó chính là lễ trao giải mà gồm toàn Ronaldo, toàn Messi, toàn Haaland trong lĩnh vực nội thất, thưa quý vị các bạn. Ở trong này thì hầu hết toàn là những công trình vô cùng đẹp mắt. Nhà F đã nói rồi, chúng tôi sẽ cố gắng review những công trình đấy để gửi đến mọi người, để cho mọi người có thể tham khảo, để chiêm ngưỡng nét đẹp của những công trình đó. Chương trình đây. Chúng ta lại bắt gặp Khánh Linh ở đây với một bộ trang phục rất khác so với cả bộ trang phục mà chúng ta bắt gặp ở đầu chương trình, đúng không ạ? Biến hóa khôn lường các bạn ạ. Chúc cho em hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay nhé. Okay. Của chúng ta đang được diễn ra tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và kính thưa quý vị, Top 10 Awards là giải thưởng thường niên do Tiếng Việt Media tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại và những đại diện tiêu biểu trong ngành nội thất của Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến và tôn vinh những công trình tiêu biểu của Top 10 Awards 2022 với chủ đề Kiến trúc lấy con người làm trung tâm. Và thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng pháo tay cho các đối tác truyền thông của giải thưởng Top 10 Awards 2022. Và như mọi người đang thấy thì trên tay mình đang là kỷ niệm chương, đúng không ạ? Đúng rồi. Bằng chứng nhận đối tác truyền thông của thương hiệu giải thưởng Top 10 Awards. Đặc biệt là năm 2022 là năm mà nhà F rất vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình. Và khi mà được đồng hành cùng chương trình ấy thì mình cảm thấy thực sự rất là vinh dự khi mà góp được những cái đóng góp nho nhỏ của mình vào để góp phần lan tỏa những cái công trình rất đặc biệt này đến với cả cộng đồng những người mà yêu thích về cái mảng kiến trúc ở tại Việt Nam, đúng không ạ? Hoa thì của Khánh Linh, còn bằng khen của anh nhé. Okay. Linh thấy sao? Linh thấy là lễ trao giải này được tổ chức rất là quy mô này, chỉn chu này. Và đặc biệt hơn là năm nay, nhà F là một trong những đối tác truyền thông của giải thưởng Top 10 Awards. Điều đấy cũng một phần nào khẳng định là vị thế của nhà F trong giới kiến trúc Việt Nam, đúng không? Và trong thời gian tới thì nhà F, Tiến Duy cũng như là Khánh Linh sẽ cố gắng gửi tới quý vị các bạn những chương trình review về những công trình được giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và mọi người nhớ đăng ký subscribe để theo dõi và không bỏ lỡ những chương trình rất hay và hấp dẫn sắp tới của nhà F nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em mình, chuẩn bị đi ăn tối đây nhỉ. Yeah. Đói nha. Siêu đói. Ok. Bye bye. Bye bye.